Cha có hay cái tin ở trên này những điều mà Tết con về dưới con không có nói không? Nó ở trên này nhậu với con cháu hoặc nó làm với con cháu gì con không có nói, con sợ người xấu hổ là cha với mẹ chứ không phải là út bảy đâu. Con muốn nó lên đây. Tụi tao xấu hổ rồi, tụi mẹ tao gành cái xấu hổ rồi. Mày đã đưa lên mà cái gì Zalo Facebook gì rồi mà mày ở bây giờ cả thế giới Bây người ta biết giờ luôn chứ người đâu ta có nói ở dưới bắt này trên con đó đi thì gì, con phải đưa chứ cả thế sao? giới người ta biết hết rồi. Phải như nó bắt con đi thì nó nói với con hoặc Đúng đợi. mẹ, mà mày tao nói mày cũng ngu. Đúng mày, mày biết bây giờ mày lấy trai đi nữa mày tại sao lúc Bây giờ nó lấy hồi nó lấy thằng này tới giờ là nó không có gia du với ai hết, tất cả nó chỉ ở nhà này thôi, mà chỉ có thằng này nó lôi cái thằng cháu nó vậy đó là cái vậy đó. Dính luôn. Chứ hồi đó nó nạo ngay tôi không có bao giờ tôi nói xấu nó, mà có làm sao tôi nói vậy, cái nào có thì tôi nói có, mà có cái thằng cháu nó về đó là lâu về đây là nhậu ngày nhậu đêm với thằng đó. Mà cô có nghĩ mà có người phụ nữ nào mà đòi nhu cầu quan hệ tình dục một lần 5 cái không? Tôi nói với chú nè, năm nay tôi gần 60 tuổi nè, chứ không phải tôi nhỏ đâu nha. Cái chuyện vợ chồng chân gối vui vẻ thì đến, không vui vẻ ngày nay còn ngày mai vợ chồng, mà đâu phải là cái kiểu như trai trên cái dưới ngoài đường mà phải đòi hỏi, không có đòi hỏi được. Cái chuyện đó là quá sai, đừng bà không có được vậy. Mà đòi hỏi lần 5 cái sao chịu nổi? Như cô là thật sự ở đây mình nói chuyện thẳng thắn với nhau, như cô là phụ nữ đi, cô có khi nào mà cô đòi tới 2-3 cái chưa? Nói chung quy á là vợ chồng là vui vẻ thôi, chứ còn chưa, nếu mà con người phụ nữ mà đòi là con người đó dữ lắm. Là cái người gọi là cái phần phần con nó cao hơn phần người đó. Đúng rồi. Có dục. Bên Vi Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Vi Hùng. Mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại cái câu chuyện ngày hôm nay. Thì trong thời gian trước, mấy ngày trước anh em mình có chia sẻ một cái câu chuyện cũng hết sức là đặc biệt. Đó là một anh trai này đi tìm vợ, mà vợ đi theo ai không xa lạ, đó là người cháu của mình. Khi mà đưa người cháu về nhà cưu mang rồi ăn nhậu xong là người cháu dẫn mợ đi luôn. Đó, thì đến hôm nay anh em mình tiếp tục quay lại đây để giúp anh Nhật cập nhật và tìm hiểu cái câu chuyện này, xem có thông tin gì mới hay chưa, rồi chia sẻ toàn thể quý vị và các bạn. Em chào anh nhé. Bữa giờ anh khỏe không? Khỏe, cũng đi làm cũng đỡ, nhờ mấy anh tìm con gái về giùm, vậy mình mới yên tâm đi làm được. Dạ, có nghĩa là người vợ của anh là bỏ đi, đi theo cái thằng cháu. Rồi bây giờ về bắt cóc con gái của mình đi luôn. Rồi từ bữa giờ mình không có thông tin gì mới chưa? Dạ chưa luôn anh. Không, tới nhờ tới công an cũng, bên công an cũng chưa tìm được. Chưa có luôn hả? Ở đây là cái nơi mà anh đang ngồi đây, đó là cái nhà của anh hả? Dạ nhà hồi trước hai chồng mới quen nhau là ở nhà bên này trước. Ở nhà này luôn hả? Dạ. Rồi sau này mới có thêm tiệm cắt thêm cái nhà bên này nữa. À cái nhà sau này hả? Dạ. Rồi hồi đó cái thằng cháu mà nó ở đây thì nó ở nhà nào? Cho nó mướn nhà bên này, nhà cái à, là kế tầng. Kế bên này ha. Dạ. Trời ơi. Gần quá. Bởi vậy anh đi làm tối nó lãng mà. Nhưng hồi trước mà hai vợ chồng anh sinh sống là ở trong cái nhà này hả? Ở bên nhà này chứ. À. Làm thời gian có tiền mới cắt thêm nhà. Còn cái phòng mà anh đã chia sẻ vợ anh ăn nhậu với con cháu là phòng nào? Bên bển luôn. À, sát bên đây hả? Ở nhà này mình nuôi gà hả? Gà của anh hả? Rồi trước lúc vợ mà chưa đi nuôi nhiều lắm. Cái thời gian sau bỏ đi cái cho manh ở Tây Ninh chứ. Dạ. Giờ mới thấy đỡ buồn mới ổn ổn lại mới bắt nuôi lại. Nuôi gà đá ha. Ở ngày xưa vợ mình ở nhà làm gì không? Làm cũng làm xí nghiệp, mà làm thì cũng như làm đâu ba tháng than mệt đồ nhức tay rồi thì nó nhức tay chân, ở nhà đưa rước con đi học vậy thôi, có nhiều rồi. Ờ cưng làm đâu ba tháng là nghỉ à, nó nhức tay cái là cho ở nhà nghỉ luôn ha. Dạ. Mà hồi đó anh nói là vợ anh bỏ đi theo cái người cháu này á, là không phải là cái lý do, mà giống như là có nhiều cái hạnh phúc mà tan vỡ, là cái thứ nhất là không hợp nhau, là cái thứ hai là người chồng người vợ không quan tâm yêu thương nhau. Nhưng mà ở đây cái người vợ của anh hôm trước anh có chia sẻ là bỏ anh đi theo trai, theo cái thằng trẻ hơn, khỏe hơn. Đó là lý do là cái nhu cầu sinh lý của vợ mình quá cao đúng không? Dạ đúng. Yeah.
Thì như hôm trước anh cũng đã nói rồi là cái nhu cầu cao nó thể hiện qua những cái cử chỉ hành động như thế nào, anh có thể chia sẻ cho mọi người hiểu rõ hơn tí. Dạ không biết từ lúc nhậu đầu tiên hay sao, hay hoặc là không biết từ lúc nhậu lần nào mà là nhìn chung là nhiều lần em nhớ rõ là mỗi lần thấy thằng đó là nó mới nhậu, là có em với thằng em ruột với nhỏ cháu ruột đầu nhậu là nó không có nhậu. Không biết từ đâu ra mà nó hai đứa chứ không biết quen hồi nào cái gì mà sao mà mới về đây ở làm sao mà gặp thằng đó nó mới nhậu. Là trước là nhậu chung nhiều lần rồi, nhậu chung là có em với vợ với thằng đó với cháu rồi. Mà em cũng đâu để ý đâu, sau này em mới để ý có nó đồ mới nhậu. Dạ. Nhưng mà trước thằng cháu á, thì anh còn nghi ngờ là có ai nữa hay không? Không, tại vì phát hiện ra chỉ có thằng đó đi làm về nó mới qua nó nhậu thôi, như là từ nằm nhà này qua nó nhậu. Mà mỗi lần nhậu xong á là đòi hỏi anh quan hệ tình dục. Dạ. Đúng không? Mà mỗi lần như anh nói chia sẻ là quan hệ mà ví dụ anh quan hệ một lần rồi, hai lần rồi còn chưa chịu nữa, còn muốn nữa hả? Muốn nữa chứ, nhìn cử chỉ muốn nữa, mình nhìn biết chứ, nhưng mà mình đáp ứng không nổi nữa. Không, như tối còn đi làm. Anh ví dụ, tối làm cả đêm về nhậu hết miếng rồi, ví dụ mình là quan hệ nữa làm sao quan hệ nhiều. Chút thiếu lại quay tới giờ đi làm nữa. Thế theo như anh nghĩ thì vợ anh phải đáp ứng là một lần phải làm mấy cái thì mới đủ được. 4-5 cái không? Chắc cũng có thể 4-5 cái. Chứ mà nhậu làm phụ nữ có rượu vô đòi hỏi quá cao đi. Đúng rồi, nhậu vô thì nó kích thích mà. Thế nhưng mà có lần nào anh làm 2-3 cái chưa? Có 2 cái nó nghĩ. 2 cái mà vẫn còn đòi nữa hả? Cử chỉ nó không có hốt miệng đòi, nhưng mà cử chỉ nó nhìn không có ngưng được vui. Ý nó là nó không có ngưng à. Nhìn nó biết cái gì. Ví dụ vào đây thì thôi anh em mình cũng chia sẻ thật thà một tí đi, cho nó thoải mái đi. Ví dụ mà anh làm 2 cái là 2 cái liên tục luôn, là 2 cái cách nhau bao nhiêu lâu? Thì khoảng 5-10 phút mà. Vậy anh cũng mạnh chứ bộ. Vậy mà còn chê đó trời. Gặp cháu trẻ với lại nó ăn nó không thì có thể làm 4-5 cái đáp ứng đủ. Vợ này mới phái. Trời ơi, làm mà 4-5 cái thì nó sực chứ cũng theo, khó theo đấy. Theo em thì em suy nghĩ vậy chứ, ví dụ có lý do nào em không hề chữ vợ con cho ở nhà ở không vậy không, chứ đòi muốn gì không có gây gỗ luôn, hỏi sớm không có gây gỗ luôn, lý do nào mà bỏ đi. Cũng đúng rồi, thì theo anh suy nghĩ một cái lý do đó cũng đúng, tại vì bên thằng cháu nó cũng đâu có vật chất, đâu có tiền bạc gì đâu, thì nó chỉ có cái lý do đó là chính đáng hơn nhất. Nhưng mà có khi nào là ngoài cái nhu cầu mà sinh lý của vợ anh quá cao, thì có khi nào là do tại vì anh nghĩ là anh quá nghèo nên vợ anh bỏ đi không? Không, dù em nghèo nhưng mà tiền em làm đầy đủ, sinh sống với hai chồng, chung là khá hơn các cái gia đình khác. Có khi nào mà trước đó mà chưa gặp cháu thì vợ anh nó có một người khác nữa không? Tại vì nhiều khi anh đi làm lúc đó là anh cũng chưa để ý, đến khi thằng cháu này ở gần thì nó bị lộ quá thì anh mới phát hiện ra được. Không, trước thì 6% không có, đi làm về cũng đổ nhậu, làm về cái nằm nhậy là bình thường, như là đợi như canh em làm 6 giờ 6 mấy giờ là dọn chén cơm nước rồi ăn chung, có thời gian cái nhậu nhẹt chung cháu thời gian đầu cái nó không có dọn chén ngọn miệng cơm, em đi làm về tự động bớt tô ăn luôn á. Trời đất, không lo cơm nước cho anh luôn. Không, cơm nước thì nấu như là bình thường, không còn ăn dọn chén ăn chung với con cháu đồ, con ruột đồ. Nếu mà theo anh chia sẻ thì vợ anh sinh lý cao nhưng mà bình thường thì không nhậu thì vợ chồng anh, ví dụ anh quan hệ thì hai cái nó còn đòi nữa không? Dạ không, cái đó là tự động em muốn vậy thôi. Nhậu vô thì mới đòi hỏi cao nhiều hơn ha. Rồi là bữa giờ là anh đi tìm con mấy chỗ mà người quen người thân cũng không có tung tích gì luôn à? Không, giờ mấy anh mấy chị đồ là nói không biết đâu. Rồi bữa giờ công việc anh thì coi như đâu làm đi, suốt ngày đi tìm con tìm vợ vậy hả?
Lúc mới con bữa đi bữa mùng 3 tháng 4 là em xin nghỉ cả tuần. Em xin nghỉ cả tuần rồi em tính nghỉ đi tìm nữa mà công ty nó không cho nghỉ nữa cho nên em phải vô em làm. À, giờ khổ ha. Giờ vô làm tiền. Mà tinh thần đâu suy nghĩ về kiếm con về cho đi học hoài vậy đó. Giờ tìm đâu ra vậy. Hỏi công ty mà giấc tối mà tăng ca 10 giờ là giấc sáng em chạy kiếm nữa đi kiếm chỗ những nơi mà hồi đó hai chồng làm đó. Tại em biết tới 10 giờ cho nên em đi kiếm thêm còn kể mà làm 6 giờ là em không có đi kiếm được. Tại chiều 6 giờ làm em sợ mệt lắm. Không tăng ca 10 giờ đi rồi em 10 giờ tối này đi em mới giấc chiều hoặc giấc sáng rồi em mới đi kiếm. Kiếm thêm coi biết tung tích con đâu không. Rồi bây giờ tất cả là Zalo, Facebook, điện thoại là của vợ anh đều là bị chặn hết luôn hả? Dạ. Không liên lạc được. Không liên lạc được. Em tưởng đâu là nó chẳng có mình anh em hay gì mà người khác gọi không được. Là giống như là nó phá Facebook, Zalo gì của nó hết. Có nghĩa là bây giờ là người vợ là bỏ đi theo trai. Thì em một người đàn ông trẻ hơn, khỏe hơn, đáp ứng nhu cầu sinh lý mạnh hơn. Thì cái chuyện đó thì anh cũng gọi là buồn phiền anh bỏ qua một bên rồi. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề anh muốn giải quyết là vợ anh nó về đây bắt con gái của anh đi. Dạ. Bắt cháu phải nghỉ học. Cháu bắt con gái đi giờ nhỏ nghỉ học hôm nay có mười mấy ngày, ba tuần lễ rồi. Hôm nay chắc ba tuần lễ rồi. Đi về vào ba tuần vậy thì nếu mà vậy thì học kỳ này là bé lỡ dở rồi. Đâu học được nữa. Mấy. Sắp thi rồi. Em cũng có phiền chứ không biết người nhà nó dốc em kêu có kêu người nhà của vợ em là nếu biết nó ở đâu thì điện kêu về đưa cho cháu đi học chứ để nó nghỉ hè xong rồi nó muốn bắt đi đâu thì bắt em cũng không có cản. Bây giờ anh thử gọi điện cho bên bố mẹ vợ thôi coi. Còn bố mẹ vợ nói sao? Vô lý tại vì vợ anh đi cỡ nào cỡ cũng phải liên lạc về nhà bên vợ à. Bên vợ cố tình che giấu rồi. Gọi bên chữ. Rồi anh gọi nói thẳng luôn kìa bây giờ cha kêu vợ về đưa cháu về đi học. Cha ông có thương không? Thương cháu không? Giờ nó còn có 2-3 tuần nữa là thi kết thúc năm học rồi. Giờ mà không thi được là sang năm học lại cả năm luôn á. Đúng rồi. Rồi, đỡ giỡn. Mà nhiều khi bắt đi theo cha dượng và nhiều khi nó còn đè nó hiếp nữa. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Hại đời con gái của anh. Đúng rồi, mấy chuyện này thì cha dượng hiếp rất là nhiều. Gọi điện thoại bình thường không? Gọi bình thường cũng được. Đó, chưa nghe. Chưa được, có xấu. Ừ. Anh năn nỉ trước đi. Nói thẳng luôn, đừng sợ. Nói thẳng luôn đi, đừng có sợ. Hộp, alo. Hộp ngày cha có điện đừng nói cho cha, ông thầy hối thúc thi kỳ 2 tới rồi. Điện không có được rồi, điện nó không ấy rồi. Dạ. Thôi bây giờ ông thầy ấy nói nó xin nghỉ học đi, để năm tới đưa về này cha xin cho nó đi học lại. Mà bây giờ không biết đâu, ví dụ ông thầy nói có nó còn có nó anh còn ra rút học bạ được, còn mình nên anh em không cho rút đâu đâu. Ông thầy nói để bữa nào con cho số ủng hộ ông thầy nhắn qua cho cha, cho cha nói chuyện với ông thầy, chứ bây giờ mình nên con rút học bạ cũng được nữa. Để cha liên lạc rồi giờ sao thì con vợ nó liên hệ về không? Để cỡ tới ấy nghỉ hè đi cho con lên chảnh rồi đi qua trường gặp ổng năn nỉ ông nói. Còn nghe đừng có giấu vậy coi không cho được không? Vậy giờ hổng gài vợ nó không có liên lạc gì với cha luôn hả con? Cha không gài, cha không có điện luôn, không biết đâu liên lạc đâu. Nói đi làm đâu đó rồi có chỗ làm rồi hỏi điện thoại nói chuyện với Ngọc Bích. Mẹ đi làm chứ không có đi đâu, không ấy đâu, hai mẹ con nó ở nhà trọ ở đó chứ không có ở với ai đâu. Như cái lỡ cái thằng kia nó hiếp con làm sao? Lỡ có đi làm không? Dạ ông không gặn đi kiếm như vậy, đang cho đi học có đi làm đâu.
30/4 nghỉ tới 5 ngày nè, không ấy gì này chơi. Để con đi kiếm nó cho nó học. Ví dụ bây giờ lỡ thì nghỉ học thì em nói mà con xin thầy nữa kiếm được cho nó học, cho thi lại một lần nữa được không thầy? Nó được, nhưng mà đừng có để quá lâu. Nhưng bây giờ đụng nó theo mẹ nó quyết định nó ấy rồi thôi, lại đi đụng mẹ. Dạ, con dạ. Cái thì ráng lo tập trung cho nó ấy rồi. Dạ anh đó, vợ chồng sống chung làm sao mà không có chuyện giận hờn. Ví dụ nó bắt theo thì bắt, mà ví dụ ít nó phải như nghỉ hè xong rồi nó bắt con đâu có tức đâu. Này chưa nghỉ hè sao mà nó không suy nghĩ điều đó gì vậy trời? Nó điện cha họ mới ra điện nó mà là con Bích nó cứ điện hoài, rảnh là nó điện nó kêu mẹ về rước con đi đi ở với cha con không ở. Đó thằng ra nó nói thấy gì rồi bữa nó chạy về nó rước đi đó. Nên nhỏ gái nói vậy luôn hả? Điện với Bích nói vậy nè. Nó không ở với cha đâu, mẹ về rước con đi. Thì ví dụ con gái thì nó thương mẹ thì đó cực chẳng đành đi, nhưng mà mẹ không phải thương con để cho con nghỉ hè xong nó bắt đi, nó không chịu đâu. Đang học mà nó bắt. Một hai là nó kêu phải rước nó đi mà nó nói ở ấy, thôi bây giờ Tết đi Tết. 30/4 này mày về này chơi đi, nghỉ tới 5 ngày về này chơi đi rồi cha con nói chuyện thỏa ý hơn. Không con, cha có điện nó nhắn giùm nó ấy vậy thôi, đi ra tòa giải quyết đi chứ con không có nói thôi, chuyện. Vậy này đi, vậy này ra tòa đi. Không, nó ở trên này nó bỏ đi từ trên này thì nó ra tòa từ trên này chứ nó ở dưới con ở trên Bình Dương mà. Ở đâu ra không được, tự chảnh tự dưới gì. Dạ không, ở trên này ở xóm người ta nghe thấy hết những điều con nói mà những điều nó làm chứ, để không không nói tự nhiên con chửi nó mới bỏ đi. Cũng dành cái phần đúng của mình hết trơn á. Bây giờ cha nói mày giúp á, vậy cha không binh con bảy mà cũng không có bỏ mày. Đụng ra đường á thì cái chuyện đúng sai á thì nói ai cũng phải dành cái phần phải của mình không à. Mà sai bằng chị. Thì về chơi được 30/4 vậy với lại đi rồi nói gì em. Chị đã hỏi là giờ cha có biết là nó theo cái thằng kia cháu không? Cha có hay cái tin ở trên này những điều mà Tết con về dưới con không có nói không? Nó ở trên này nhậu với con cháu hoặc nó làm với con cháu gì con không có nói đó. Con sợ người xấu hổ là cha với mẹ chứ không phải là út bảy đâu. Con muốn nó lên đây. Tao xấu hổ rồi, tụi mẹ tao gành cái xấu hổ rồi. Mày đã đưa lên mà cái gì Zalo Facebook gì đụng em mày ở bây giờ cả thế giới người ta biết luôn chứ đâu có nói ở dưới này chứ nói gì con phải đưa cả thế giới người ta biết hết rồi. Phải như nó bắt con đi thì nó nói với con hoặc đợi mà mày tao nói mày cũng ngu đụng em mày biết bây giờ mày lấy chai đi nữa mày tại sao lúc đó mày không chặt đầu nó ra làm gì mày? Tại con thương nó. Đụng em mày nói dành bằng phải của mày không? Bây giờ tôi ra bây giờ ra không nói. Cha không nói nữa, thôi bây giờ vậy đi, mày có về được, thầy còn nước ra không mày thì vậy này ra tòa. Nếu như con của cha thì cha dạy. Không. Bây giờ cả thế giới người ta biết hết trơn rồi. Tại vì nó ép con nói, con kêu đưa về đi học đi, rồi con nhắn với cha đưa về đi học đi, rồi con không có nói gì nữa. Những câu chuyện nó còn nhiều lắm, con không nói. Chuyện không nó có, chuyện có nó không, cái chuyện mày nói bây giờ cái chuyện, cái hư, cái xấu là có hay không, gì không biết bây giờ. Bây giờ tao nói là cái phương pháp này là không còn hàng ngắn rồi nữa. Vợ chồng nó bé với tôi nhau, tao nói với khác tao cũng không cho nó ở nữa đó. Con đâu có ở nữa đâu. Bây giờ cả thế giới người ta biết hết trơn rồi. Con không cần ở. Yêu cầu đưa con về dưới cha cho thi kỳ hè xong cha bắt thì dưới con không nói. Tại vì nó bắt con đi rồi con mới nói như vậy. Mày nói gì nó đúng không? Mày nhắm mày nói gì có đúng không? Cha hỏi nó coi có không? Nếu mà nó không có thì nó ra tòa ở Trùm Dương ở sớm người ta đều thấy, người ta đều nghe nè. Con mấy lúc đó con ở công ty con mới chạy về con nghe đây nè. Hai đứa nó ở trong nhà làm cái gì, đóng cửa trong nhà nè. Ở sớm sát vách ta nghe nè, con có không có nói gian đâu. Nếu mà nó đúng thì về đây đối chấp với con ở tòa án Bình Dương. Con nhân nhượng nó rồi, tại nó bắt con đi mà trong khi nó chưa có nghỉ hè mà nó bắt đi, biểu sao con không bực. Con đã nhắn nó, con Bích nó điện mà không cho chịu ở với bên gia, bây giờ mẹ phải về dẫn con đi. Đi phải nói vậy. Mày không có ấy gì ăn uống về một bữa một chén cơm với một trứng gà luộc mà nhắm con nít mà nó ăn vậy làm sao nó sống nổi. Ủa vậy chứ trong thời gian con cho nó ăn trứng luộc, trong thời gian mẹ nó ở đâu, mẹ nó có lo không? Con bận biểu tối ngày.
Lúc đó con đi kiếm, nè, chính xác con chở con Bích đi kiếm, nói con để cha chở qua cô ba, bà dì ba coi có mẹ bển không. Rồi lúc đó con chở nó bị mất bóp, mất tiền hết trơn rồi. Là ngay ngày đó, ngày thứ sáu, là có tiền đâu mua đồ ăn, qua bữa sau á, con lấy điện thoại con đi rút tiền, là bữa thứ bảy là con mua thịt này, dưa trứng, thịt kho trứng đồ, là bữa thứ bảy á, Út Bảy nó về nó rước con Bích đi luôn, nó có vô nhà nó thấy nồi thịt kho đồ không? Thôi thôi bây giờ cha nói mày vậy đó, bây giờ cha thấy bây giờ tao không còn nói gì nữa hết trơn. Bây giờ cả cái thế giới này người ta đều hiểu hết trơn rồi, không phải mà trong nước Bình Dương hay Cà Mau hay gì, cả thế giới này tao biết hết rồi. Nhục nhã quá rồi, thôi bây giờ vậy đó. Con vợ vậy mà mày ở gì nữa, thôi đứt con đi, ra tòa đi. Thì ra tòa thì nó phải đối chấp con cho Bình Dương, nếu mà con không có nói, con nói dốc, nói xạo, hoặc con nói thêm nó bớt dịu bảy thì lên Bình Dương nè, ra tòa án Bình Dương với đối chấp với ở sớm nè, coi có không. Nếu con nói sai, con chấp nhận, con xin lỗi. Nó hốt hủi hốt hè, đem về cho cha mẹ ăn cái đem tiền ở đâu mà ấy. Mày bữa mới chín mày về mày điện, mày nói chuyện đàng hoàng, mày nói xin số tài khoản để mày đóng phụ tiền rồi nọ. Mày nói ra mày xin số tài khoản, mày chửi nó, mày nói là hốt hủi về cho thằng cha con đỉ mẹ mày dưới ăn á. Chứ tao đâu có ăn uống gì, bắt tao ra đóng hủi, đóng trả tiền cho mày. Đụng mày đem về cho thằng cha con đỉ mẹ mày ở Cà Mau dưới ăn chứ. Đụng mày nói gì đúng không? Cha hỏi nó coi, con nói ấy đưa số tờ khoản đi làm gì mà một tháng không có đóng tiền xe được này kia đồ. Nó nói chuyện của tao không cần mày lo. Cha hỏi nó coi, con tức con mấy chữ. Cha hỏi nó coi, có nói câu đó không? Đâu phải không không, tự nhiên con chữ. Cha mẹ nó ta mắc nói gì, tao có suối dạy nó đi nói chuyện mày chữ thằng cha, để mẹ nó làm sao? Cái đó là cái câu con thề với cha luôn, cái câu cửa miệng con chữ thề thôi, chứ không con không có chữ người lớn. Mày nói mẹ đem tiền về cho thằng Trang điểm mẹ ở Cà Mau với ăn với, chứ mày đâu có đem về nhà đây mà bắt tao đóng thế cho mày. Mày chửi đủ mẹ đéo bà đủ điểm mẹ gì tao nói tan nát hết trơn. Tao biết hết trơn á, thôi bây giờ biết nói sao. Cha con tao nói mày, chuyện gia đình sống chung vợ con á thì có ai mà chu toàn hết đâu. Cũng phải có cái lúc giận, cái lúc nóng nảy lên thì cũng đem cái chuyện tức nói một cái cho nó cao thượng lên rồi mẹ giận mà. Thì đủ mẹ đó bà đó, cha không chấp, cha nói thiệt, cha sống với mẹ mày nè đúng không, 50 năm nay rồi, chứ đâu phải mới đây mà cái chuyện giận đó thì cũng có chửi đủ mẹ đó bà chửi. Còn cái chuyện tiền bạc mà mày nói mày đem về cho thằng cha con đĩ mẹ Cà Mau với ăn, đủ mẹ tao ăn, nó cho tao được đồng xu đồng bạc đi năm năm chứ. Mày đem về đây mày chửi mày nói cái tiếng quan cho tao là cái chỗ mày hốt hụi mày cho cha cho mẹ chứ. Năm chân hội mà con đi dọ hỏi người ta năm chân hội mà hốt mới có hai chân, còn ba chân hốt hết trơn rồi. Biểu con tức là con chửi cửa miệng con như vậy. Giờ bỏ đi, giờ quay lại con bé con. Bây giờ bỏ câu chuyện đi, ví dụ cha có thương cháu thì cha nhắn nó đưa về cho thi kỳ hè xong rồi rước bắt đi đâu thì bắt, con có tức. Tại con thương mẹ con cũng không có nói nữa. Con gái thương mẹ con nói chủ yếu là cho nó học. Ở với trời đấy, thì... nguy hiểm. Thôi bây giờ nói vậy rồi nó không có về đâu mà chăm. Bây giờ là con đâu có cần con vợ con về, con cần nhóm gái à. Ai cũng có trách nhiệm với con cái hết trơn á. Bây giờ tao đủ mẹ tao nuôi, tao cũng đâu có sung sướng gì mà tao nuôi cháu như mẹ thân già tao nuôi tao không nổi nữa đây mà. Nhưng mà con cháu mà rụng bây giờ tụi bay nó không ở được thì tao đem về tao cho nó đi học đi hành. Con vợ chồng tụi bay cứ bây giờ không ở nhà nữa thì thôi. Ra tòa ly dị giúp các đi, đừng có nói đó. Chuyện siêu chứ. Mày chửi bới đủ mà cả thế giới này người ta nghe hết rồi. Bây giờ nó... Con xin lỗi cho, bây giờ nó không đưa về cho nhỏ đi học á, con trình công an rồi, sau này nó chịu trước pháp luật nó, cái phần nó sai là nó bỏ đi một năm mấy, nó nay nó bắt về, đi về bắt ngang là công an, con thưa công an nó là cái tội đó là tội bắt cóc đó. Là bây giờ con... Mày cứ thưa cho nó bắt đi, đủ mẹ bắt cả tù đi, tao cũng không nói. Bây giờ đủ mẹ, vợ chồng thôi nha, không đi đâu rồi, đủ mẹ bây giờ. Tao làm cha làm mẹ mà đứng ra tao làm sao, trách nhiệm của ai?
Đúng rồi, phải chi ta đem vậy cái này giữ nó gì đó mày. Bây giờ mày thưa công an, thưa ai đó, thưa đi. Đụng mày gặp nó, bắt nó làm gì làm đi. Chứ bây giờ đụng mày con gả cho tụi mày rồi, tụi mày tự nhau chung sống không được thì nó thôi nhau làm gì làm đi. Thôi đừng có điện khuấy gầy ra nữa, cha nó bây giờ cha không biết cha liên lạc nó không thì được. Cha làm cha thì cha biết nó đâu, thì cha khuyên nó đưa về đi học xong rồi cha bắt gì giữ con đâu. Nãy giờ con đâu nói là con không cho bắt, ý là cha biết nó đâu thì cha khuyên nó về đưa về chỗ thi cái rồi đưa đi đâu rồi đưa. Nhà trường ta gọi bà sao con ngủ nơi gì được. Tao có khi nó mở máy, có khi nó tắt máy, có khi là điện 2-3 ngày điện là không liên lạc được, không lạc được. Bây giờ phải về sớm. Nói vậy, chừng nào liên lạc được, nếu mà về trễ này là hết năm học, là sau năm học lại cả năm luôn. Về sớm vậy, kịp vậy. Về sớm kịp thi. Về sớm cho thi để sang năm học lại cả năm rồi. Sau này tương lai nó sao khổ lắm á. Con nói gì đâu cha. Tương lai của cháu của cha sao nó khổ lắm á. Con báo công an hết rồi. Còn nếu mà không ấy thì đưa vậy này, cha cũng lo cho nó đi học đàng hoàng. Bớt quá năm nay không học, không được thì cho nó. Không được. Năm tới nó ngồi lại lớp 4. Lỡ một năm tội đó, đừng không có lỡ một năm. Nó học hành cái nơi tới chỗ. Học liền. Dạ. Yeah. Muốn cho con nó nghỉ học. Không có lỡ một năm. Chồng tụi bay sống với nhau thì tụi bay tự lo tự xử. Mà cái chuyện gì nó chưa cái gì hết trơn. Mẹ mày đăng lên mạng lên đồ cả thế giới người ta biết. Nhục nhã quá rồi, ổ giả gì nữa mà. Con đâu có nói. Vợ làm đĩ lấy trai mà. Đủ mẹ tại sao lúc làm đĩ lấy chai sao mẹ không bắt mày chặt đầu nó ai nói gì mày. Cái đó con tôn trọng với cha mẹ, con không phanh thôi liền tại chỗ sao bây giờ cha nó ngộ kỳ trời. Con còn thương con vợ. Còn thương vợ thương con không muốn. Là lúc đó con muốn nói kỳ này nó bắt con đi nó không cho con nó học thì con mới tức con mới nói mẹ à. Nếu con phanh khôi lúc đó là con phanh khôi lúc cốt cô Năm hồi đợt Tết cốt cô Năm mùng 2 lại là con muốn nói lắm rồi. Nhưng mà con dằn lại, con bỏ lên trên này con dằn lại con không nói đó. Bây giờ nó bắt con đi mà nó không cho con nó học. Người mẹ thương con mà gì kì á. Mẹ suy nghĩ coi có đúng không. Hồi đó mẹ thương con, ví dụ cha làm những cái chuyện gì, ví dụ mẹ thương con mẹ cũng dạy với con cái cho nó học hành đàng hoàng chứ mẹ có bao giờ muốn cho con mình dốt không. Đúng. Thì thôi có rảnh 30/4 về cái này đi rồi không. Nó coi bây giờ 30/4 rồi nó có về không. Bây giờ con cha liên hệ được kêu bé về học gấp. Con cần như vậy thôi. Thì vợ ơi, thì cho nhắn lại ngay cuối là nào cha liên lạc được nói thì cho nó bé đi về đi học gấp. Chứ nếu mà công an mà bắt là chịu trách nhiệm. Nếu mà ví dụ cho nó đưa về đi hoặc cha đưa lên đây cho đi học gấp đi để công an tìm được thì con mất công lúc đó. Bây giờ con lỡ đi thưa rồi công an tìm được rồi mất công lắm. Lúc đó là công an tự giải quyết chứ con đâu còn liên can gì tới nữa công đâu. Công an nói mà bỏ con một năm bây giờ quay lại bắt là vi phạm pháp luật. Tại vì con tình thiệt nói cha, công an nói là bỏ con đi một năm mấy nay không có liên lạc về, bây giờ tự nhiên về bắt con không cho nhỏ học nữa. Bên sở giáo dục người ta cũng không có đồng ý. Là vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật rồi, cha phiên nó vậy đi, cha đưa nó về cho nó đi học đi. Rồi xong tự tay cha đưa lên luôn, con không nói tiếng nào hết. Ok. Chào vậy thôi. Vậy thôi trời. Để con đi làm. Cảm ơn cha tiếng. Đủ không? Nhiều cát là đủ đó ông Cảnh. Không cảm ơn cha à? Cô này là cô sao? Cô là sao? Là bữa em nói là chưa 9 giờ đưa. Cô ngồi đây, cô kể lại không? Cô ngồi. Đúng bây giờ nó lấy thằng này tới giờ là nó không có gia du với ai hết, tất cả nó chỉ ở nhà này thôi, mà chỉ có thằng này nó lôi cái thằng cháu nó vậy đó là cái gì đó dính luôn. Chứ hồi đó nó nạo ngay, tôi không có bao giờ tôi nói xấu nó, mà có làm sao tôi nói vậy. Đúng. Cái nào có thì tôi nói có, mà có cái thằng cháu nó về đó là lâu về đây là nhậu ngày nhậu đêm với thằng đó. Mà cô có nghĩ mà có người phụ nữ nào mà đòi nhu cầu quan hệ tình dục một lần 5 cái không? Tôi nói với chú nè, năm nay tôi gần 60 tuổi nè, chú không phải tôi nhỏ đâu nha. Yeah. Cái chuyện vợ chồng chân gối, vui vẻ thì đến, không vui vẻ ngày nay, hồi ngày mai vợ chồng mà.
đâu phải là cái kiểu như trai trên trai dưới ngoài đường mà phải đòi hỏi, không có đòi hỏi được. Cái chuyện đó là quá sai, đường bà không có được vậy. Mà đòi hỏi lần 5 cái sao chịu nổi. Như cô là thật sự ở đây mình nói chuyện thẳng thắn với nhau, như cô là phụ nữ đi. Cô có khi nào mà cô tới đòi tới 2-3 cái chưa? Nói chung quy á, là vợ chồng là vui vẻ thôi chứ còn chưa. Nếu mà con người phụ nữ mà đòi là con người đó dữ lắm. Là cái người gọi là cái phần con nó cao hơn phần người đó. Đúng rồi. Có dục để mong tìm được con anh mới vợ anh về đâu cho mọi người tham quan cái nhà anh tí coi. Ở nhà nào mà đòi tới 5 cái chứ không biết. Đây hả? Đâu 5 cái làm chỗ nào? Ngủ nhà bên bên này ăn cơm. Ở đây hả? Đây hả? Bên này ăn cơm nước không à? Thế cái đây là cái nhà anh đây hả? Sao mình không lập được phòng chưa tiền mới nhà mình cũng sơ sài quá ha. Nhà phòng thì cũng đâu có nhiều tiền. Hai vợ chồng ngủ trong đây hả? Đây chỗ này là làm 5 cái đây hả? Trời ơi, nhà tôn nói chung là nhà cũng khó khăn, nhà cũng tạm bỡ. Đâu thằng cháu anh ngày xưa ở đâu? Nhà anh đây. Anh cháu ở bên này. Nhưng mà nhà lợp phòng cũng có mấy trăm rồi chứ để thì nóng. Em định để dành cuối năm nâng nhà cao lên xây phòng. Nhà này thấp quá, nhà này nóng lắm. Thôi bây giờ vợ về đi rồi sửa lại nhà ha. Nhà này nóng lắm. Không, chưa trần ra phòng nữa mà. Trời ơi. Xung quanh thì bịt tôn không à? Là ngày xưa cái thằng cháu là ở bên đó. Nhưng mà xây tường nó cũng đỡ nóng hơn. Đêm là nó ở bên này, nó xẹt qua bên kia. Chắc có hỏi tại vì em đi làm cả đêm mà em đâu biết chuyện gì xảy ra ở nhà. Đúng rồi. Đâu anh dẫn qua cái chỗ mà làm 5 cái qua chỗ nào? Đâu ở nhà của em đây nè. Nhà anh thì được có 2 cái đâu mà. Rồi chỗ 5 cái như. Đây. Đây hả? Cho mướn này nè, bây giờ cho người ta mướn rồi. Người ta mướn này đúng không? Rồi hay ngồi nhậu ngồi đây nè. Ngồi đây nhậu đây. Hay ngồi nhậu đây không ạ? Là con vợ anh nó ngồi ở đây nhậu luôn. Nhớ vợ ngồi chỗ nào không? Góc đó. Hai chồng ngồi góc này. Mấy thằng cháu ngồi bên này. Nhậu xong là nó vô đó, nó xẹt vô trong phòng đó. À bữa anh đi làm về là anh phát hiện cái cửa là cửa này đóng hả? Cửa này đóng rồi. Trời ơi. Là vợ chui vô đây luôn. Mở cửa chứ đâu đừng đâu nó chui. Ý là nó mở cửa ra xong nó đóng cửa lại luôn. Đóng cửa. Anh và anh phát hiện ra hai vợ chồng, vợ anh với thằng cháu đang ở trong phòng này đóng cửa lại. Thì anh nghe là họ nói nó đi là đâu rồi con. Đi làm rồi. Nó đi làm rồi. Ai bây giờ anh nhìn cái phòng này anh tức lắm không? Tức đi. Tức không? Tức. Để nói quên thẻ đeo á, quay về còn nghe tiếng nó quay về mà dụng xem đa đậu ngoài đó đi bộ vô đâu nghe tiếng. Lúc đó con gái anh ở đâu? Hả? Lúc đó con gái ở đâu? Đó bữa chị con gái đi học. À con gái đi học rồi thì chui vô đây đóng cửa lại làm 5 cái khổ. Thôi thì cũng rất mong là anh sẽ thông báo cho vợ anh biết là cho cơ hội hết tuần này đưa con về ha, còn nếu không thì đưa công an giải quyết luôn đi. Em đưa con về đi học chứ mấy anh quay YouTube xin hứa luôn. Dạ yêu cầu đưa dạy con đi học em không cho tương lai nó nở nàn sau này. Nếu bằng thi xong đi em muốn đưa đi đâu đưa, anh không có cản, đưa về ngoại cho nó ở dưới đi cũng được. Nhưng mà em á là người mẹ em cắt ngang con đường học hành đó, vậy em có thấy được không? Rồi. Dạ anh em quay YouTube là anh em có chấp nhận với em người mẹ mà không cho con đi học với anh có thấy người mẹ được không? Không được. Đưa con về học chứ không ai mà người mẹ nào mà làm như vậy hết á. Thôi vậy thì anh cũng cảm ơn khán giả đã gọi là đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Thì em cũng cảm ơn khán giả đã xem những cái video của những anh. Dạ rồi hỗ trợ mình tìm con tìm vợ. Hỗ trợ giùm em tìm con về cho nó đi học chuẩn bị nghỉ hè tới rồi. Rồi. Mong mấy anh em tìm và liên hệ qua mấy anh quay YouTube giùm cho em. Rồi, vậy thôi cũng cảm ơn khán giả, cảm ơn anh rồi. Xin chào mọi người ha. Dạ. Rồi.